với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Sáng ngày 18 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và Phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Dự buổi lễ có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới, hướng đến xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững. Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực trong triển khai các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Đáng kể như tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 40%. Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, chị em đã tự tin tham gia làm chủ các mô hình kinh tế, sản xuất kinh doanh và có nhiều cống hiến cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mặc dù vậy, tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của phụ nữ và trẻ em. Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị và toàn xã hội cam kết thực hiện bình đẳng giới và triển khai các hoạt động của tháng hành động thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 được triển khai từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, tạo nên một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn chặn, giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.